Xin chào anh em, hôm nay tôi xin trở lại với anh em một cái chuyên đề về bộ thuốc tăng trọng cho cá Ở đây bộ thuốc tăng trọng cho cá này thì dùng được cho cả ốc, ếch, 33 ba nhé Những cái đối tượng thủy sản khác, anh chị em mình nuôi đều có thể dùng được cái bộ này nhé Thì anh chị em mình khi ứng dụng cái bộ này á, thì mục đích của cái bộ tăng trọng này thì anh chị em mình sẽ dùng cho tôi vào cái giai đoạn cuối vụ nuôi Cuối vụ nuôi để mình vỗ béo tăng trọng nhanh cho con cá, con động vật thủy sản nuôi của mình Thì khi anh chị em mình ăn được bộ này thì nó có lợi ích gì nó có công dụng gì thì khi ăn cái bộ này vào rồi ấy, thì con cá nó sẽ lớn nhanh hơn trong một hai tuần anh chị em sử dụng sẽ nhìn thấy khác biệt ngay khác biệt so với không ăn thì cá nó lớn nhanh hơn nó nặng ký hơn nặng cân hơn cái thứ hai nữa là cá khi mà ăn cái bộ này xong nó sẽ đẹp hơn mẫu mã nó đẹp hơn màu sắc nó sẽ tươi hơn thì chất lượng thịt tốt hơn nó dễ bán hơn thì anh chị em mình lưu ý cho tôi là bộ này sử dùng để cho mình tăng trọng vào cuối vụ nuôi cuối vụ nuôi cuối vụ hoặc cuối của chu kỳ nuôi thì ngoài cái ngoài mục đích ăn tăng trọng ra thì anh chị em mình có thể dùng nó ăn hàng ngày ăn hàng ngày ăn hàng ngày thì mình chỉ ăn cho tôi ngày một cữ thôi để mình bổ sung dinh dưỡng cho nó để cho con cá nó phát triển nhanh hơn nó đẹp hơn thì mình ăn bổ sung dinh dưỡng hàng ngày thì anh chị em mình chỉ ăn cho tôi khoảng 3 đến 5 gram trên một kg thức ăn thôi và ăn cho tôi ngày một cữ một bữa trên ngày thì còn để tăng trọng tăng trọng vào cuối vụ nuôi thì anh chị em mình sẽ ăn cho tôi ngày hai cữ và ăn cho tôi nhiều từ 7 đến 10 gram trên một kg thức ăn thì mình ăn cho tôi liên tục cho đến lúc xuất bán thì cá nó rất là nó tăng trọng rất là nhanh và nó nặng ký nặng cân hơn rất nhiều thì anh chị em mình lưu ý cho tôi đây là cái bộ là nó chuyên để tăng trọng rồi những cái dòng thuốc này thì các công ty đều nhập khẩu đều nhập khẩu nhé nhập khẩu về thì nên cái hàng này là hàng nhập khẩu thì anh chị em mình cứ yên tâm về chất lượng thì những cái thằng thuốc tăng trọng này ở nước ngoài người ta sản xuất ra những cái dòng thuốc tăng trọng này người ta sang Việt Nam người ta kinh doanh thì hàng của họ rất là chất lượng thì anh chị em mình chỉ việc là mua về và cho cá mình ăn thôi thì các anh chị em mình lưu ý bộ này nó cũng giá cả nó rất là phải chăng anh chị em mình có nhu cầu về cái bộ tăng trọng này hãy liên hệ với tôi tôi sẽ ship hàng trên toàn quốc để cho anh chị em mình có được cái bộ này để dùng thì bây giờ công nghệ phát triển rồi anh chị em mình chỉ cần alo và đặt hàng chút đơn cho tôi thôi thì tôi sẽ gửi cho anh chị em mình thì thời gian gửi nó mất khoảng tầm 3 ngày từ 2 đến 3 ngày do tùy từng vùng miền nhé anh chị em mình sẽ lưu ý cho tôi như vậy thôi thì đây là một bộ tăng trọng thì anh chị em mình chỉ lưu ý cho tôi là bộ tăng trọng thôi thì con cá nó lớn rất là nhanh nó lớn rất, rất, là nhanh sau quá trình sử dụng cái bộ tăng trọng này thì anh chị em mình lưu ý cho tôi như vậy thôi thì đây này đây nó cũng làm cho con nó tăng trưởng nhanh con cá nó tăng trưởng nhanh lên thì nó đây là một cái bộ của nó rồi thì anh chị em chỉ việc trộn hai cái bộ này về ăn đây thì khi cá nuôi nhà mình đã gần đạt đến cỡ hoạch và cái cỡ mà sắp thu rồi ấy, anh chị em mình có muốn cá đang có nhu cầu để có cá đẹp hơn sai to hơn rồi nặng ký nặng cân hơn thì anh chị em mình cứ gọi cho tôi để tôi ship cái bộ này để cho em chị em mình ăn bổ sung vào thì trộn vào thức ăn cho tôi ăn hàng ngày cho tôi thôi chỉ có giai đoạn mà vỗ béo để tôi cho ăn ngày hai bữa và ăn 7 đến 10 gam trên một cái gam thức ăn còn cái giai đoạn thông thường ấy thì tôi chỉ, chỉ ăn thử chỉ ba năm gram cho một kg thức ăn mà chỉ ăn cho tôi ngày một cữ một bữa trên ngày thôi thì đây cho anh chị em mình chỉ lưu ý cho tôi như vậy thôi đây là bộ tăng trọng mà tôi đã lọc nó ra tôi đã tìm rất lâu rồi để có một thuốc tăng trọng như thế này thì tôi nói lại là cái bộ tăng trọng này nó dùng cho tất cả các đối tượng cá nhé từ cá nước ngọt đến cá nước mặn đấy, cá nuôi nước ngọt đến cá nước mặn cá biển đấy đều dùng được cái bộ này thì anh chị em mình lưu ý cho tôi như vậy nhé và các đối tượng thủy sản khác như là con 33 à, con ốc con ếch khi anh em mình cần tăng trọng cũng có thể dùng bộ này được để cho trộn vào để cho cho các động vật thủy sản khác này ăn để cho nó phát triển để nó mẫu mã nó đẹp hơn nó nặng ký hơn nặng cân hơn để cho anh chị em mình xuất bán để được cái giá mà anh chị em mình mong muốn thì đây là một cái bộ mà tôi rất là tâm huyết tôi đã ghép thành một bộ rồi anh chị em mình chỉ việc mang về ứng dụng thôi thì cái bộ này anh chị em mình có nhu cầu hãy liên hệ với tôi để tôi ship hàng toàn quốc nhé thì cái này thì nó còn bộ hai sản phẩm anh chị em mình gọi cho tôi là bộ hai tăng trọng nhé thì tôi sẽ hiểu bộ hai tăng trọng thì tôi sẽ hiểu tôi sẽ gửi cho anh chị em mình thì đây là một cái bộ nó chuyên về cho cá nên là anh chị em mình chỉ cần lưu ý cho tôi là đây là bộ tăng trọng cho cá bộ hai tăng trọng cho cá thì anh chị em mình lưu ý như vậy thôi thì khi mà anh chị em mình đã cảm thấy mà có nhu cầu đến cái bộ tăng trọng này để cho cá lớn nhanh hơn phát triển nhanh hơn thì tôi sẽ bổ sung lại cho anh chị em mình để cho anh chị em mình cho cá ăn để cho đạt cái năng suất như mong muốn của anh chị em mình thì đây nó là một cái dòng thuốc đã nhập khẩu nhá thì anh chị em mình đều lưu ý cho tôi là chất lượng của nó sẽ hoàn toàn các anh chị em mình sẽ yên tâm tại vì các anh chị em mình ngày xưa cứ ứng dụng những cái dòng thuốc mà anh chị em mình không có xuất xứ nguồn gốc ấy, thì đầu nó không có tác dụng mấy thì anh chị em mình lưu ý nhé thuốc thì nó phải có tên công ty phải có địa chỉ đàng hoàng còn thuốc mà nó cứ bán thuốc mà cho anh chị em mình nó che cái địa chỉ nó đi thì nó hầu như nó không có tên công ty địa chỉ đều là thuốc lậu hết thì anh chị em mình chỉ lý cho tôi như vậy thôi thì hãy ủng hộ chúng tôi để chúng tôi đã ra những cái tư vấn chất lượng cho anh chị em mình và những cái bộ sản phẩm tôi ghép được cho anh chị em mình là bộ sản phẩm tốt nhất hiện nay thì anh chị em mình chỉ việc ứng dụng thôi thì tôi xin ship hàng toàn quốc anh chị em mình có nhu cầu hãy liên hệ với tôi để tôi lý đây là bộ tăng trọng dùng riêng cho cá nhé anh chị em mình cứ nên cần nhu cầu hãy liên hệ với tôi tôi ship hàng toàn quốc thì anh chị em mình theo dõi và ủng hộ tôi bằng cách like và chia sẻ cho anh em cho nhiều người biết để cho cho anh chị em mình tiếp cận được những cái bộ thuốc này để anh chị em mình dùng để cho cái năng suất cá của anh chị em mình được tốt nhất tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo